Chào bác quay trở lại với kênh YouTube của Audio. Ngày hôm nay thì trở lại kênh của nhà em có về cho các bác thêm một cái bộ dàn chung của Onkyo 933. Thì cái bộ hai thớt trước đây mà em đăng lên trên cái video nhà em ấy, thì em đã bán về dưới cho một anh khách ở dưới Hà Nam. Hôm nay thì nhà em cũng rất là nhiều dàn chung. Nói chung là Onkyo thì nhà em cực kỳ nhiều. Có cả phiên bản loa 412EX và hôm nay thì gửi tới các bác cái phiên bản loa là phiên bản loa D302E. Đây là phiên bản dòng cao cấp nhất của Onkyo 933. Với toàn bộ các cái thiết bị đều được made in Japan, tức là sản xuất tại Japan. Hàng hai thớt âm đi và CD. Thì đây là phiên bản dàn analog với âm thanh rất là sạch và hay, công suất rất là khỏe. Các bác có thể hoàn toàn ghép thêm những cái đầu giải mã để các bác chơi nhạc số. Ok, bây giờ thì em sẽ quay lại gần cho các bác tham khảo hình thức của mẫu dàn này. Thì những bộ dàn cao cấp như thế này thì thường sẽ là những bộ dàn có hình thức rất đẹp các bác nhá. Hàng về đầy đủ, khiển zin cho các bác đây, khiển zin đầy đủ. Ok, bây giờ thì em sẽ quay lại gần cho các bác tham khảo cái mẫu dàn này. Onkyo 933 thì thực ra thì nó là phiên bản đầy đủ, nó là 4 thớt. Tuy nhiên là cái thớt MD của nó gần như là ít khi dùng, bởi vì MD của nó thì sẽ phải làm giải mã cần đĩa mồi và mắt MD rất là kém. Về hầu như là 10 bộ, 7 thì 9 bộ gần như MD vứt đi, không dùng được. Mắt hỏng mắt MD thì sẽ không thể sử dụng được. Do đó thường các bác sẽ dùng 2 thớt. Đây là phiên bản loa D302E các bác nhá. Mát con này nó khoảng tầm 16 đến 18 cm. Và con chép con này thì được bọc một cái lớp dạng kim loại rất lớn như này. D302E thì có lẽ là các bác hay nghe đều nói rằng nó phù hợp với thức nhạc vàng. Nó được gọi là ông vua nhạc vàng. Còn D412EX thì các bác thường nghe những dòng nhạc vocal như jazz, rồi blues, những dòng nhạc mà nó có hơi hướng, nó hơi âu một chút. Đó, thì còn riêng mà nghe nhạc vàng thì D312E xứng đáng được gọi là ông vua nhạc vàng. Với công suất rất là khỏe, lên tới 200W một loa các bác nhé, và trở kháng là 4 ohm. Âm ly và CD của nó dưới đây, âm ly CD của con này cũng rất đẹp. Các bác hình dung rằng hai thớt âm ly này và CD này ấy, thì các bác dùng thì các bác... cắm điện thì các bác lưu ý cho em là nó phải chuẩn cho em điện 100V. Điện 110V cũng không được các bác nhá. Nó là điện chuẩn, phải là 100V. Rất khó tính trong cái việc sử dụng. Ở bên dưới các bác sẽ có một cái khay này để chúng ta có thể chỉnh. Cái này có lẽ là chỉnh bát chép và mặt máy đây. Chọn đường tiếng AB. Đó, một số cái tính năng cơ bản như cổng telephone ở dưới nữa. Đường tiếng AB. Về chức năng nó thì sẽ không có gì nhiều bởi vì đơn giản con này là một bộ dàn chơi thuần analog, tức là thuần CD, và gần như là tiếng rất là sạch, nó không bị ảnh hưởng bởi mạch digital. Còn các bác muốn nghe thêm nhạc số, nhạc chất lượng cao ở bên ngoài vào thì các bác sẽ phải ghép thêm cho em một cái đầu giải mã nữa. Đầu giải mã thì có rất nhiều sự lựa chọn. Nếu mà nói theo dàn Onkyo thì các bác có thể chọn Onkyo Dap 1000. Còn ngoài ra là Pioneer rồi Mazang, rất nhiều hãng này các bác có thể lựa chọn đầu giải mã. Ok, bây giờ sẽ quay cho các bác thêm phía bên sau của nó. Phía sau thì các bác hình dung là cái bộ dàn này thì sẽ hơi bào vân tay một chút. Đây các bác nhìn nhá, Onkyo D302E này, công suất là 200W. Em sẽ lên đây nét cho các bác nhìn rõ. Đấy, 200W. Cái này là made in Japan, trở kháng là 4 ohm. Con này thì lỗ thông hơi ở phía trước, sau đó là phía sau sẽ không có lỗ thông hơi, chỉ có giáp bắp chuối thôi. Các bác cắm thẳng vào là dùng thôi. Bên này thế, dàn của nó thì sẽ có cái thớt CD out xuống bên dưới. Còn bắp chuối thì các bác dây loa các bác cần đầu nối ở đây, hoặc là em khuyên các bác nên dùng bắp chuối, nghe nó xứng tầm với bộ dàn hơn và nó hay hơn. Còn kể cả là dây loa mà theo hãng thì nó cũng bình thường thôi, không phải dây loa chất lượng cao đâu. Về mình đầu tư thêm ít phụ kiện cho bộ dàn thì nghe rất là hay. Bộ dàn này tất cả đều là made in Japan hết các bác nhá, made in Japan hết. Đó, các bác nghe hình dung được rõ, đầu CD cũng vậy, nối JAV từ trên xuống dưới và dây khiển đó, rất là ngon. Ok, và bên này cũng vậy. Thì cơ bản nôm na là như vậy. Mức giá là 22 triệu. Bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ với số 0964 801 493 để các bác mua hàng các bác nhé. Onkyo 933 là lựa chọn hàng đầu cho những bác có sự yêu thích dàn chung.
cái tính cái hoài niệm cổ điển thì 933 nó ra đời khoảng năm 2010 các bác nhé. 2010 thì nó ước chừng khoảng tầm hơn chục năm. Nó là gần như là dòng cuối cùng của dàn chung đã được sản xuất và có những tính chất lượng âm thanh rất là ưu việt. Toàn bộ cái màng bass của nó thì đều là dạng carbon. Nó làm hình hình vải vải lụa rất là cứng và chắc. Gần bass dạng cao su và co rất là tốt. Khi mà đánh những âm bass mạnh nó đánh rất là gọn và chắc. Ok, và ngay bây giờ em mời các bác cùng lắng nghe chất âm đến từ bộ dàn Onkyo 933 loa D302E và mức giá của sản phẩm là 22 triệu. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Nhớ Sài Gòn. Phố bồng